Lý Chân Tống. Chân Tống. Chân Tống. Hai má trả lời, nhanh lên. Điện thoại của ông Tiểu Diên. Dạ tôi đi. Alo. Nói lẹ lên. Không biết là có chuyện gì. Chúng tôi phải đến nhà của anh một chuyến. Tại sao phải tới nhà tôi? Đây là lệnh xét nhà. Mọi người đang tính tìm cái gì ở nhà tôi? Anh nói gì vậy? Tôi tin chắc trong nhà của cậu có kho bạc bí mật. Có phải là giám đốc Chu đã nói hay không? Trong nhà của tôi có kho bạc bí mật sao? Chúng ta đều vì dặn kinh nghiệm, đừng có lãng phí thời gian nữa. Không phải. Tại sao ông không nói mã số bí mật? Ví dụ như 493 5183 gì đó. Ghi lại lẹ lên. Là 493 5183. Cái gì? 493 5183. Đừng có ồn ào. Hãy ngoan ngoãn đi Lý Chân Tống. Được, bây giờ chúng ta đi. Đi thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy hơi đau bụng. Tôi có thể nào vào toilet một chút có được không? Lục soát người. Dạ, tôi hiểu. Xin lỗi. Mọi người đang nhìn kìa. Có cần làm điều này không? Dạ, thưa không có gì.